Thưa quý vị, ngày 4 tháng 11, Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại Bộ Tài chính phối hợp với Phái đoàn Điều khoản 4 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cùng Văn phòng Đại diện IMF tại Việt Nam tổ chức hội thảo chuyên đề về kinh nghiệm quốc tế về quản lý nợ nước ngoài của quốc gia. Tại buổi hội thảo, ông Võ Hữu Hiển, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại cho biết, hiện nay trong luật quản lý nợ công 2017 có hai chỉ tiêu đánh giá an toàn nợ nước ngoài của quốc gia, gồm nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP và nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia so với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ. Tùy từng thời kỳ 5 năm, Quốc hội sẽ quyết định chỉ tiêu an toàn nợ công và đưa ra mức trần cho hai chỉ tiêu trên. Hiện nay, ngưỡng an toàn trong giai đoạn 2016-2020 đối với nợ quốc gia là không quá 50% GDP. Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia so với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ không quá 25%. Thời gian tới, đối với giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Bộ Tài chính được Chính phủ giao chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành liên quan xây dựng hệ thống chỉ tiêu an toàn nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia, trình Chính phủ để trình Quốc hội phê duyệt. Chính vì vậy, thông qua hội thảo, ông Võ Hữu Hiển mong muốn phía IMF chia sẻ kinh nghiệm, thông lệ tốt của quốc tế về quản lý nợ nước ngoài của quốc gia trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình. Tại hội thảo, bà Anja Baum, chuyên gia kinh tế của IMF cho biết, định nghĩa nợ nước ngoài của Việt Nam không thể hiện được rủi ro ngoại hối cũng như rủi ro về sở hữu của nước ngoài một cách đầy đủ. Vì vậy, thông qua kinh nghiệm quản lý nợ của các nước, tại hội thảo, bà Anja Baum đưa ra các gợi ý, phương án về trần trung hạn cho Việt Nam. Được biết, hội thảo lần này sẽ là tiền đề để Bộ Tài chính tổ chức một hội thảo quốc tế quy mô hơn về nợ nước ngoài quốc gia, dự kiến vào đầu năm 2020.